làm biến hái vô giờ ra hột rồi các bạn, hột già dưới nè, mà không biết nên hái ăn nè để giống luôn. Quá trời luôn các bạn, một đường làng kia luôn. Bởi vì hái vô là búp gỏi ăn ngon lắm đó. Rồi còn cua búp gỏi thịt bò là tuyệt vời luôn. Xin chào anh chị em và cô chú đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay á, theo lời yêu cầu tất cả mọi người thì nhiều anh chị em yêu cầu mình hướng dẫn cho cái cách mà gieo hột càng cua. Thì gieo hột càng cua như thế nào? Thật sự ra gieo hột càng cua thì nó không có khó đại gia đình. Biết tại sao không? Khi mà ở xứ nóng á, thật sự ra hột rớt xuống nó tự mọc luôn, dễ lắm. Nhưng mà xứ lạnh thì cực kỳ khó. Có rất là nhiều người gieo nhưng mà nó không có thành công. Mình gieo 2 năm cũng không có thành công. Và mình ngồi mình suy nghĩ, mình nhớ ngày xưa tại sao nó mọc như thế nào. Cho nên mình đã suy nghĩ ra một cách thì mình gieo rất là hiệu quả. Đây, ở nhà mình á, thì cái vườn nó cũng rất là hẹp mọi người. Thì ở đây nó có được nguyên một cái rãnh đất nhỏ. Thì bây giờ nó còn dư tí xíu thì mình trồng rau càng cua. Còn này á thì mình trồng cải. Tại vì ở Mỹ này đất nó ít lắm, ở sau nhà nó có đựng ít à. Còn bao nhiêu á là chỗ đậu xe đây, chỗ để đồ, chỗ nói chung mà tất cả đều trồng bông rồi thôi. Ở trước còn sau chỉ có bao nhiêu thôi. Chỉ có ở Mỹ mà những ở người ở ngoại ô á thì nhà rộng, đất rộng trồng tha hồ, còn ở trong thành phố thì nhỏ lắm. Và bây giờ thì mình sẽ có một mảnh đất nhỏ này. Thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách trồng như thế nào nha. Ok, mời đại gia đình theo dõi. Chỗ này nó chỉ có nguyên một cái mảnh đất nhỏ xíu thôi. Đó, nhỏ như thế này thôi. Nó không có lớn lắm. Nhưng mà năm trước á, thì mình gieo nó lên rất là nhiều. Để mình sẽ lấy cái video năm trước lại mình cho đại gia đình xem những cái cây cần cua nó mọc như thế nào. Và mình cũng nói thêm một cái điều nữa. Khi mà đại gia đình muốn gieo rau cần cua mà ở xứ lạnh á, mà muốn được lên rất là hiệu quả, rất là tốt á, thì đại gia đình đừng bao giờ gieo ở trên đất như thế này. Đại gia đình mua hột càng cua gì mà giải ở trên đất như thế này thì nó sẽ không có lên đâu. Nó lên mà nó lên ít lắm. Mình nói không lên thì không đúng, nó lên nhưng mà rất là ít. Và thậm chí có nhiều người không lên luôn. Anh chị em nào mà gieo không lên mà trên đất á, thì có thể comment dưới, bình luận dưới cho mình biết. Còn những người nào mà có cách nào gieo tốt hơn nữa thì cũng bình luận cho nhiều người người ta tham khảo. Nhưng mà riêng mình thì mình gieo 5 giờ rồi, mình đã ngồi mình suy nghĩ. Giống như ở bên trên bên Việt Nam á, thường những người mà ta trồng cây kiểng á, người ta chơi trên mấy cái chậu á, thì ở trên nó thường thường hay có cát với lại sỏi. Cho nên mình ngồi mình suy nghĩ ra thì mình nghĩ ra là rau càng cua nó thích ở trên sỏi và ở trên cát nhiều hơn là trên đất. Ở dưới á thì nó đã có đất sẵn rồi, cho nên đại gia đình cứ mua cho mình một ít sỏi như thế này, sỏi nhỏ nhỏ này, trên Home Depot nó có bán. Và một ít cát nữa, đại gia đình bỏ sỏi lên và bỏ cát lên. Ở dưới thì mình có đất sẵn ở dưới rồi, cho nên sau đó thì mình sẽ rải hột càng cua lên. Thì bảo đảm với anh chị em, nó sẽ mọc 100%. Nhưng mà đại gia đình nhớ nha, khi mà rải hột thì phải chờ thời tiết nó nóng. Và khi mình bỏ hột xuống thì mình tưới nước cho thật là nhiều vô. Rau càng cua nó rất là thích nước. Và nó thích sỏi với lại cát, không thích đất nha. Ok, đất là ở dưới, có sẵn ở dưới này rồi. Ở trên là phải làm như kiểu này. Ok, thôi bây giờ mình gieo đây. Đây là bây giờ mình sẽ rải hột càng cua xuống nha đại gia đình. Hột càng cua của mình đây, hột nó rất là nhỏ. Thì mình sẽ rải ở trên này. Mình cứ rải đều hết rồi. Hột nó nhỏ quá mình cũng không thấy. Thì anh chị em cứ rải canh sao mà cho nó đều xíu. Chứ không để chút nữa là chỗ nhiều chỗ ít. Dư chỗ nào thì mình rải chỗ đó. Ví dụ như chỗ này nè, dư một tí xíu mình cũng rải luôn. Chỗ nào mà nó có đá, chỗ nào mà có sỏi với lại cát á, ở trên là mình cứ rải hết. Rồi mình tưới nước. Đại gia đình thường xuyên tưới nước á, nó sẽ nhanh lên lắm. Tưới nước thì nó thích hợp hơn, tại vì nó sống ở trên sỏi là trên cát. Thì đại gia đình phải làm xuyên tưới nước một tí xíu là nó mọc lên, ăn mệt nghỉ luôn. Còn ở đây là cải vừa rồi mới gieo này đại gia đình. Gieo mấy tuần trước. Mấy tuần trước còn lạnh thì mình cho hột nó xuống luôn. Thì bây giờ nó lên được đây nhiêu.
Hôm nay mình tỉa được có một rảnh đến hai rảnh à, không có tỉa nhiều lắm. Giờ bữa mình nhổ là mình ăn xong là mình mới dọn vườn lại cho nó sạch sẽ. Vườn bây giờ nó còn dơ lắm, còn bỏ lộn xộn tùm lum hết. Đây nó đại gia đình. Thì mấy cái này khi mình được hai rảnh thôi nha, mấy kia thì cãi gì đó. Từ từ mình sẽ quay hết đại gia đình xem luôn. Cái này vườn mình còn để lộn xộn lắm, còn dơ lắm, chưa có làm xong. Cái đây thì mà hồi nãy thì mình có cho một tí xíu á, một tí xíu đất lên, tại vì cái chỗ này nè, năm giờ rồi nó hết đất rồi, cho nên mình cho một tí xíu đất lên trên đá rồi để mình tưới nước cho nó xuống tí xíu là nó lộn chung ở trong, vừa cát vừa đất vừa sỏi nha, đã dành cho nó dễ lên. Bây giờ mình sẽ tưới nước. Mình khi mình gieo xong thì mình sẽ cho nước xuống đại gia đình. Đại gia đình tưới nước rồi tưới mình cho cái dòi giống như phun sương thôi, nhẹ nhẹ thôi nha. Chứ đại gia đình làm mạnh quá là hột nó trôi hết, trôi nó chạy tầm bậy hết. Nên mình chỉ làm nhẹ nhẹ, đơn giản nha. Vậy là được rồi đó. Thì mỗi ngày mình sẽ tưới. Mỗi ngày mình sẽ tưới cho nó thì hột thì mình nó đang khô á. Hột nó đang khô mà mình nhỏ quá thì mình đâu có ngâm nước được. Thì nó còn rất là khô, thì nó rất là lâu lên. Thì đại gia đình phải làm xuyên tưới. Người nào mà có thời gian thì tưới sáng tưới một lần, chiều tối về tưới một lần thì nó nhanh lên lắm. Tại vì cái rau càng cua này nó khuấy nước lắm. Mà hột nó đang khô mà đại gia đình tưới nó vô thì cái hột nó hút nước vô nó no thì nó nhanh lên lắm. Gặp ở trời nóng nóng là vừa lên liền. Lên xong rồi là đại gia đình cứ tưới nước cho mình. Tưới nước càng nhiều càng tốt. Tại vì nó khuấy nước lắm. Càng nước nó càng non, nó càng mưng mởn luôn. Giống như là con gái 18 luôn. Ok thôi, đến đây thì mình xin chúc anh chị em nào mà gieo càng cua thì làm theo cái cách mình. Mình hy vọng là anh em sẽ được anh chị em sẽ được được một cái vườn rau càng cua hiệu quả nha. Anh chị em nào mà cảm thấy thích video nhớ bấm nút follow ủng hộ cái kênh mình chứ. Cái này thì mình chỉ biết được như thế nào thì mình chia sẻ lại với đại gia đình thôi. Còn anh chị em nào mà biết cái cách làm hay hơn nữa thì chia sẻ lại đại gia đình biết luôn. Vậy đó, cùng nhau chia sẻ. Rồi, chờ khi nào mà thành quả nó mọc lên thì mình sẽ qua cho đại gia đình xem tiếp nha. Chúc đại gia đình gieo rau càng cua thật là tốt, lên nhiều cây để cho đại gia đình có một bữa búp gỏi rau càng cua ăn thật là thú vị. Bây giờ mình sẽ tưới cải của mình. Ok rồi, tạm biệt đại gia đình nha. Sẵn tiện cho các bạn coi rau càng cua của mình luôn nè. Rau càng cua nhìn thấy đã không? Mà làm biếng hái vô giờ ra hột rồi các bạn, hột già ở dưới nè. Mà không biết nên hái ăn nè để giống luôn. Quá trời luôn các bạn, một đường này kia luôn. Bởi vì hái vô là búp gỏi ăn ngon lắm đó. Rau càng cua búp gỏi thịt bò là tuyệt vời luôn. Mà hột già trơn rồi. Hột quá trời kìa. Cái kiểu này chắc để giống luôn với ăn gì nữa.